phường Long An xin chào tất cả các anh chị em, cô chú, bạn bè của Phạm Hiếu khắp mọi miền đất nước nha. Chiều hôm nay là ngày 1 tây tháng 6 năm 2020, thì Phạm Hiếu nhận được cái miếng đất này mặt tiền đường tỉnh lộ 816 nè các anh chị em. Và Phạm Hiếu quay cho các anh chị em đang có nhu cầu tìm mặt tiền đường tỉnh lộ 816 để mở kho xưởng, các biệt thự, mở khách sạn và quán cà phê để buôn bán kinh doanh, thì đây là miếng đất rất là đẹp nha các anh chị em. Thì đây nè, để mình ngồi trên xe mình zoom cái màn hình lại cho anh em thấy. Đây rồi về phía trước khoảng chừng 150m là anh em gặp ngã tư quốc lộ N2 và đường tỉnh lộ 816, đang xe chạy rất là nhộn nhịp và rất là đông đúc nha các anh chị em. Và cái bây giờ mình xuống xe mình quay cái miếng đất này cho anh em. Để đứng luôn ra cái cặp để đây. Thì bây giờ cái miếng đất này á, là cái đường này đó, là anh em đi thẳng cũng là đường tỉnh lộ 816. Anh em mình sẽ đi về khoảng 25 cây số thì hết cái đường tỉnh lộ 816, gặp đường tỉnh lộ 839. Thì một tay trái thì anh em quẹo xuống là Thơ Mo, ở tay phải thì anh em quẹo lên thị trấn Đông Thành, Mỹ Hạnh Đông, Mỹ Hạnh Tây. Đó ha. Thì Hiếu sẽ giải thích hết cụ thể cho các anh chị em luôn. Và cái con đường này đi thẳng về phía trước á, là anh em đi ra quốc lộ 1A về 6 tỉnh miền Tây và về quận 7, quận Nhất. Đó. Và anh em lại ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì anh em quẹo phải qua đây thì anh em về 6 tỉnh miền Tây ha. Và anh em quẹo phải lên đây á, đèn xanh đèn đỏ thì anh em về được thị trấn Đức Hòa 4 km, và khu công nghiệp Tân Đô, Tân Đức, Hải Sơn và trường đại học Tân Tạo, cũng như giáp canh với Bình Chánh, Bình Tăng. Và hiện bây giờ đây Hiếu sẽ giúp cho các anh chị em mình rõ hơn là miếng đất này, là mặt tiền của nó là 6m nha anh em. Mặt tiền 6m. 6m rất là vuông, trong sổ hồng công nhận rất là vuông. Và 6m dài xuống dưới tận đất chứ là 84m. Đầu đuôi vuông là 6 hết nha các anh em. Đất trồng cây hàng năm khác được lên thổ, và trong sổ hồng công nhận là 508m7 đất trồng cây. Và hiện bây giờ thì ở đây chủ nhân đang bán mét, thì 1m ngang như vậy là 230 triệu. 230 triệu thương lượng nhẹ cà phê cho anh chị em. Đó thì tức là 1 tỷ 380 triệu. Đó thì thế ai mới đóng. Thì hôm nay Hiếu dành cái thời gian buổi chiều quay hình cho các anh chị em cô chú mình theo dõi cái miếng đất này, nếu thích hợp làm mở kho, mở xưởng, mở công ty và mở quán cà phê cũng như quán ăn, thì ở đây là một cái điểm rất là đẹp. Và đối diện cái miếng đất của mình đó là một cái bờ kênh và nhà dân hai bên đường tỉnh lộ 816, song hành nhà với đường nhựa và đường nông thôn. Đó thì mình lại đây mình ghi hình cho anh em, xe chạy rất là nhiều, mình tập trung quay video mình cũng rất là lo lắng. Thì mình đi qua bên đây mình sẽ quay cái con đường cho anh chị em thấy được. Đó rất là đẹp nghe các anh chị em. Đó thấy không, đường tỉnh lộ 816 đó, và đi thẳng về phía trước là khoảng 130m là đèn xanh đèn đỏ quốc lộ 2 qua đường tỉnh lộ 816. Đó, và bây giờ mình zoom cái màn hình thiệt là sâu và dài xuống dưới tận đất cho anh em thấy. Đó, anh em thấy không? Dài tuốt dưới là 84m nha anh em. 6m dài 84. Rất là đẹp anh em ơi. Rất là dài. Đó thì chủ nhân đang rất là kẹt tiền, mong muốn bán mau bán lẹ. Anh chị em nào có nhu cầu sở hữu thì gọi ngay, gọi liền cho Phạm Hiếu là 0913 871833 để sở hữu miếng đất này là 230 triệu 1m ngang. Tổng trong số hồng công nhận là 508,7, 1 tỷ 380 triệu là thế ai mới đóng. Thì chủ dặn sao Hiếu chia sẻ vậy. Thì miếng đất này Hiếu cảm thấy rất là rẻ và mong muốn rằng các anh chị em có nhu cầu thì anh chị em gọi ngay liền cho Hiếu nha. Bởi vì miếng đất này rất là đẹp, có thể bán liền trong tuần hoặc trong nay mai thôi. Bởi vì Hiếu nhìn miếng đất này Hiếu biết được là rất là đẹp anh em ơi. Gần ngã tư quốc lộ N2 kìa, quá đẹp. Hiếu zoom màn hình cho anh em thấy không. Chỉ 130m thôi thì số lượng người đã lưu thông trên đoạn đường này anh em đếm nhiều không thể kể xể luôn. Đó rồi bắt đầu rất là phát triển và nhiều khu công nghiệp ở trên quốc lộ N2 và về tới thị trấn Đức Hòa mất khoảng 4 km thôi, thì khu công nghiệp rất là dày đặc và rất là thích hợp cho anh em làm khách sạn cũng như là kho xưởng, làm quán ăn cũng như là mở tiệm ở đây, rất là tiện lợi cho anh chị em. Và đây Hiếu quay lại một chút nữa cho các anh chị em của mình thấy được, để các anh chị em mình hình dung ra được và những gì Hiếu giúp cho các anh chị em mình. Thì cảm ơn các anh chị em mình đã luôn lắng nghe Phạm Hiếu chia sẻ trên kênh YouTube Bán Đất Vườn Long An, cũng như các anh em like, share, ủng hộ và đăng ký kênh giúp Hiếu nha. Và các anh chị em không ngại thì anh em có thể
gọi ngay gọi liền cho Phạm Hiếu để Phạm Hiếu tư vấn và mời các anh chị em đi xem miếng đất này tại mặt tiền đường tỉnh lộ 86, ngang 6m, mặt tiền dài 84m. Thì giá 1 tỷ 380 triệu đó, thì anh em thấy đẹp không? Đẹp vô cùng luôn, rất là đẹp đó, đẹp lắm. Thì miếng đất này Hiếu tin chắc rằng nó sẽ mắc sớm đó, nó sẽ mắc sớm đó. Thì một lần nữa thì Hiếu xin chia sẻ cho các anh chị em của mình đó, đợi miếng đất này ha, Hiếu sẽ ghim cái định vị miếng đất này cho các anh chị em luôn đó. Thì Hiếu xin chúc tất cả các anh chị em một buổi chiều hôm nay ngày 1 tháng 6, ngày quốc tế thiếu nhi, luôn sức khỏe, bình an và thành công, muôn ngàn hạnh phúc, và luôn luôn yêu quý ủng hộ kênh của Phạm Hiếu nha. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em.